Ok, hello anh em. Cũng lâu rồi mới có thời gian chơi game. Nên hôm nay tìm tìm mấy cái bản demo chơi thử. Cũng thấy có một con này. Đồ họa rất là pixel luôn. Nên sẽ thử chơi con này trước ha. Con này có tên là Khi mà sắt vẫn còn nóng. While the iron's hot. Cái tên là khá là ngộ nha. Chắc con game này chủ đề thợ rèn vậy đó. Game thì dự kiến ra mắt vào quý 4 năm 2023, tức là tháng 10 đến tháng 12 á. Thì thể loại game là phiêu lưu, chế độ một cái điều gì đó kỳ lạ đặc biệt, có giải đố hôm nay nữa rồi. Thì dự kiến hôm nay là chơi vài con game, chủ yếu là demo dạng game thôi. Một con anh du game miễn phí, con Ford Hero này thấy cũng tương đối hay nè, chứ còn một con nữa là con đây, con Mob Factory. Thì con này chắc là giống Factorio á, nên cũng chơi thử. Thấy trông cũng có vẻ ổn lắm. Thì chơi từng con đi. Chứ còn một con thứ tư nữa mà người chưa có cài hay gì đó. Đó để tí nữa tính. Rồi. Rồi, vô game thôi. Hiện tại thì mới chỉ có bản demo thôi. Game giống với hai thể loại game này. Vui gần trên support hỗ trợ 6 ngôn ngữ. Tiếng game to quá thôi. Đây. Để tôi lock FPS đã. Không có thấy chọn độ phân giải hay là gì đâu. Cái nút on off này nên đổi chế độ màu đi. Đó, khi mà on thì nó màu xanh, còn off nó màu xám. Tại một số người là họ không thích cái phông chữ pixel này cho lắm. Nhạc nghe rất là hay nha. Di chuyển bằng 4 nút. Có nút nhảy trong game này nữa nè. Rồi đây là chế độ hơi ghê, mini game. Rồi, vô game thôi. Thì tắt cái setting đâu ta, phải dùng bàn phím chứ không có nút tùy chọn à. Này Luca, tính giờ dậy rồi, nhấc cái chân nhanh lên. Đây di chuyển là AD, F là để tương tác, W S là để lên xuống. Rồi ok, đây là cái tủ mình hả, không có đồ dùng đây hết, phải xài nút Escape ta. Phải nhấn nút F lần nữa để nó tắt luôn, hoặc là có cái bút tôn nào đóng bằng chuột á. Chứ nhớ nhớ là nút escape hoài mệt lắm. Đây là ông già hỏi như mình thức dậy nè, Luca, công chúa thằng gan cái ngủ. Ngủ ngon chứ. Chuyện gì đó. Thì bây giờ là bắt đầu lấy cái kho trong kho hàng thôi. Đi về phía đông. Lấy mà một cái cây phích này là dạng cái cây mỏ. Cây để đào mỏ. Không có cây nào cũ để cho mượn à. Rồi làm nóng người đi. Rồi bây giờ mình đi, chắc là game thợ rèn nên chắc mình tự rèn cây luôn á. Ai đây, con gì đây? À có mấy cái con mà tộc kỳ lạ nữa kìa, chứ không phải chỉ có người ở đây thôi. Một cái ống cái quặng đồng rèn rồi, bắt đầu kêu mình đi rèn. Nếu có vấn đề gì á thì cứ xem hướng dẫn bây giờ rồi đi đâu. Trong đây phải không? Đây là hướng dẫn nè, update cái lò rèn để gấp thêm cái item có nhiều hướng hơn. Thì cái lò rèn của mình cái gì nó lăn đó, giúp đỡ nhấn F để chọn một cái món đồ trong cái show tắt đó, giữ nó để chọn á. Nè thì để bớt item rồi, mấy cái này thì chắc chuyển đồ thôi. Có cần củi không? Hay là chỉ rèn thôi. Mình sẽ tốn một hệ lực nữa hay gì nè. Không cho lấy lại hả? Không cần cái gì mà để chuyển cả. Cái này gần như là miễn phí á. Tuy nhiên để tăng tốc độ thì có thể tương tác với nó đi nhanh hơn. Để cái này. Đó. Dạng mini game hay gì đó.
Rồi ok. Nữa không? Làm lần nữa thôi. Là làm cái xong luôn 5 phần. Nhấn ép để chọn dược phẩm. Thì cái này như cái hướng dẫn nãy thôi. Nhấn G để đi chơi nó. Này là gì? À, hai miếng thép, ba miếng gỗ là ra được cái rìu. Hai miếng thép. Để đây. Ba miếng gỗ. Là làm gì? Ủa, là phải thép gàn rồi mới được hết vậy? Ở đây gàn cái thép. À, mới ra cái miếng mà thép thẳng nè. Hai cái lận. Hai, hai là tốn 4. Cái mảnh của cây búa bên ngoài cái dòng xanh thì sẽ bị nóng hơn quá nhiệt là sao như ta? Tại sao? À mình đập vô mấy cái vùng đỏ. Hiểu rồi, nãy giờ cái ngu đập lộn vô vùng xanh luôn rồi, hết sắt luôn rồi. Không có thuốc chữa hối hận thì. Cái này thì sao ta? Rồi được hai miếng nè. Bên đây là gàng hả? Làm sao? Vai. Không có lúc nào lấy đồ nhanh ra hết ta. Kéo từng ô ô vậy. Cái này là máy mài, mài nó để làm cái gì? Ra miếng sắt rồi phải mài nữa hả? Rồi nhấn cái phím motor trên này theo thứ tự đó. Cái bản vẽ của mình đâu có tiêu vậy? G hay C? Bây giờ tương tác với các bạn để làm nè. Đây hai miếng này ba khúc gỗ đúng rồi nè, mình còn mấy cái này là mấy cái cơ bản thôi. Rồi cây diều đầu tiên, cây diều của chiến thần gia tốt. Phải không? Rồi làm gì nữa? Rồi phải đè nút E mới ra được cây rìu. Được cây rìu tím nè. Rồi xong đó. Giờ trở về báo cáo với ông mà với ta. Trời làm cây rìu sáng tới tối luôn. Rồi cây rìu cầu đó hoàn thành. Trông nó đẹp đấy. Ngày đầu trong mình có rìu mình đi đầu quặng á. Rồi cứ khôi làng về phía đông. Sẽ thấy một cái mỏ quặng đó đó. Giờ đi luôn hả? Còn cái 91 thể lực à? À có nút chạy nữa nè, lăn nữa nè. Đi nữa à?
Game này không biết có cơ chế chiến đấu hay là chỉ phiêu lưu về nghiền ngẫn thôi. Hình như vô đun dưa anh nữa. Trời tối rồi, về nhà ngủ cho nó khỏe không người. Đây hả? Hình như túi hơi bảo bối thần kỳ của Doraemon. Ô đào cũng nhanh, không có cần cày cuốc. Hồi nãy trên video có cái đoạn đứt ngay cầu rớt xuống rồi. Hết rồi. Sao phải làm cái animation mà hòa tay vô cái túi Doraemon đấy anh ạ. Đó, 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 có anh Trọng đây nè. Mày làm gì đây? Tôi chỉ đi lấy quặng mà thôi. Bình tĩnh. Không nên ở đây. Mày làm việc cho ai? Không ai gửi tôi đến đây cả. Làm ơn bình tĩnh, tôi có thể giải thích. Giải cái gì? Nó cầm dao rồi thì nó nắm quyền chủ động thôi. Đợi đã, không có đợi trời xuyên nó. Rồi rồi. Rồi không đỡ đâu. Nên tìm đường quay trở về trước khi mà cái đồng đội của mấy thằng cướp nó lại đây nó tìm. Mình nhặt được cái gì mới đâu. Cái này là thư gửi dòng kia, tên là Lobby hả? Chả hiểu gì cả, nói chung là không biết gì. Giờ mình tìm đường về thôi. Có cái hòm trên đó làm sao lấy đâu. Chắc cái đoạn này dễ đố á. Trời, làm cái animation nó nhanh nhanh lên cái. Ui kìa. Cái animation đầu ẵng thôi mà tốn 5 giây. Rồi kéo cái thùng qua để mình leo lên thôi. Rồi giờ sao đi lên trời? Rồi sao đi lên? Bảy anh em. Cơ chế điều khiển nó làm tầm bảy quá. Animation này nó làm delay quá nhiều luôn. Rồi bây giờ không biết là mình hãy leo lên hay là mình nhảy qua. Nó không đi lên là sao ta? Mày có gì đấy? À, cái đinh ốc. Sao vậy? Trời ơi, phải làm hai lần nó làm cái animation thấy mắc mệt. Cái nãy tên là cái gì ta? Sợi chuột mà nó không chưa xài nữa. Lovi. Ui, rất là nhiều đồ luôn. Có lúc nào lấy hết không? Có nút sắp xếp ba lô không ta? F đi chơi chứ không có nút sắp xếp. Chúng ta có thêm một cây búa rồi. Thì nhiều
Phi kiều nó có độ bền nữa không? Mình làm mất 20% nữa. Cái này là cây sản. Ăn cướp gì mà chơi bán rẻ ở đây không vậy? Đinh ốc. Bộ đinh thôi. Đi vào. Vào phải là cái giữa là gì đó? Cái búa. Búa đó là búa gàng đó. Cái này là cây rìu nè. Cái này là cây mỏ. Cái chiên là mỏ. Đây. Cái này thì có rồi. Màu đỏ là sao? Đây đây đây, có sắt nè. Có luôn vàng mà có hai vàng à, nghèo cái gì? Có bản lề. Cái này có 15 vàng đó. Có ốc 20 vàng. Lấy luôn cái hòm. Game này phải đi ngang cái điểm đó là phải bấm nút xuống liền. Phải không có đi được nữa. Animation nó làm lỗi quá. 1 2 3 4 5 5 giây dùng cái nó giơ cái tay nó đập. Mày cầm cái rìu luôn trên tay dùng tao cái. Đi đi đi. Cái nhẫn gì vậy? Cái nhẫn nãy thằng kia nó kêu tháo ra trong cái đoạn mà văng nó lên nữa được không? Đó rồi. Rồi lại tốn thêm vài chục giây cuộc đời nữa rồi. Nó gạt cái trái qua phải thì nó cũng đi lên đi xuống hai lần luôn. Nhạc nghe cũng được. Về cái bản đồ thế giới rồi. Cái bản đồ nãy mình đi vô có cái hang động ngay chỗ này mình đi lên đó. Mười gỗ. Đi rồi, lấy tất cả đè nút E. Có bản vẽ mới, cây kiếm mà bằng thép. Cái vỏ này thì tôi nghĩ nó là thép. Cái gì đây? Gỗ được gia công rồi. Dạng như gỗ của ma pháp vậy. Này cái son à. Đi xích. Đi xích thì cần 5 miếng thép. Còn gì nữa không đây? Cây rìu. Cây này hay gòn, cây rìu đúng củi. Cái này xài sao vậy? Nhấn nút F nhưng không biết xài sao. Lấy xong rồi đáng lẽ bỏ gương đi chứ. Đâu ai nhớ nó được rồi. Cái rìu chấp hư nữa hay gì vậy? Cái gì đây? Có một cái làng. Cái gì đấy? Thằng nhỏ nó cầm kiếm ra kìa. Mình chỉ ngồi đây nghỉ ngơi thôi. Kìa chị. Con chị à? Này để gì? Cái mày mình phải có công cụ mới lấy ra được. Nhỏ này cầm kiếm gỗ nó mẹ mẹ mình hoài đâu. Em này cầm nguyên cái đại chì luôn rồi. Nghĩ chiến hào. Cái này dạng như là cái liềm nhất. Một gỗ một thép rồi. Có bán gì ăn không anh? Có gì ăn hay nhà nghỉ gì không? Chị đi, đi vô cái làng này để lấy cái bản vẽ thôi vậy đó. Ở trên là phải không ta? Trên dưới giống nhau không? Giống hệt. Kìa, có cái gói xe gió đó. Có đồng kỳ hô tê không? Vô.
Thì cần phải làm cái muỗng cho nó à. Rồi mình nhận được cái yêu cầu của nó đó, để coi nó cần làm gì. Không có ở dưới nào. Sao nó cứ nhảy lên trên không vậy? À mình bấm vô cái nào là nó chọn cái đó. Chọn cái đó thì đánh vô chết đây đi, mắc gì phải nhảy lên trên đó. Cái này là nhiệm vụ ban đầu của mình, trở về làng nói chuyện với ông với tên đó. Ghiền một có Spatula gì đó, để sau này không có dụng cụ làm bánh kem. Ủa mình có cái đó chưa ta, làm sao để coi được mình có đã có những cái gì đây. Đây nè, dạng là cái sản là dụng cụ làm bếp á, thì cần hai cái này mình có hết rồi. Giờ về gàn cho ông rồi đem lại. Mình phải tự nhớ vị trí trên bản đồ hết thôi. Này tôi nghĩ là có đường đi á. Hết ở cái bờ sông rồi. Gì đây? Đừng nói là đánh quái nha. À có một con bò. Bò kéo xe. Mua ma dương, con này tên Mu à. Mu là tiếng kêu con bò. Một con bò đáng thương. Cắt dây thả tự do cho nó. Đói bụng thì có thể đi đến campfire với tôi để cùng ăn cái món ấm. Nói chuyện được với bò luôn. Ngồi nói chuyện với bò thì á, trở thành bậc thầy để đời của cái ngành thợ rèn. Đồng ý hay không vậy, rủ về lại với mình rồi. Trời mấy trăm ký thịt đó, tính ra là 7 triệu mấy chục triệu luôn á. Rồi về làng, sáng mai về làng mình cướp xe hàng của nó luôn, xe hàng nó chả có gì cả. Đi giữa đường gặp một con bò để nó trở thành đồng đội của mình. Vô không ta? Ủa mình hồi phui thế lực luôn rồi. Chờ anh đứng canh. Cái cầu này bị giới hạn rồi, chắc là mình sửa đó. Cầu đã bị thương tổn, quá nguy hiểm để băng qua. Tôi là thợ rèn, tôi có thể xem không? Cút về anh vốn ngay. Rồi về về. Các cổng nhau cái gì? Mình đợi mình giúp nó mà. Nói chung là thành phố này mình đi cũng gần hết rồi. Có cái khu sa mạc này. Đây là gì? Về làng. Về làm cây sản cho ông kia thôi. Coi được cái gì không? Vì là một đống thể lực về tới làng cái con người. Nói chuyện trước thì đi ngủ trước. Ê! Ông già. Bò về nè. Chuyện gì xảy ra? Gặp một thằng khác. Thằng ăn cướp á. Một tên cướp đang có hiện dữ. Bởi vì nó thấy tôi đi thu nhập tài nguyên ở đó. Rồi nghỉ ngơi đi. Cậu nghỉ ngơi xong cuộc phiêu luôn. Sau thôi là mình bất tỉnh luôn á. Nhìn tướng đi quèo quạt. Thằng nhỏ cầm cây kiếm nó bên làng bên kia nó chạy tới đây luôn rồi. Hoặc là mấy ông dép làm cái áp xếp gì á. Bỏ 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 bỏ. Tối đi. Thì đây là hết một ngày của mình. Thành quả của mình đạt được sau một ngày.
thì gặp mặt được năm cái mà nhân vật này. Ông này là ông dạng như già làng nãy giờ nói chuyện với mình đó, thằng này cướp ban đầu nè, ông đầu bếp nè, con bò, con ngô, lính canh nãy cái cổng nhau đó, hoàn thành được một quét, hoàn thành quét cổng 10 F mà, nhưng mà đi gặp người ta thì 30 F, hoàn thành một số mini game 5 F nữa, không có cái đơn hàng nào được hoàn thành. Rồi ok, rồi giờ anh sẽ tắt. À để đúng em. Rồi nói chuyện về một ngày nghỉ ngơi của mình với ông đó. Cái này là buổi đêm đó, ông này suốt ngày ở ngoài đường gì hả? Có một cái bản thông báo, cái búa gia đình, phần thưởng là một cái búa gia đình cho những ai có thể sửa chữa nó, đầy đủ cái nguyên liệu thôi. Rồi hoàn thành nhanh cái đơn hàng đó để chuyển cho họ, rồi ưu tiên cái công việc lên, không làm cái muỗng của làm cây sản trước. Cây sản hồi nãy là mình cần nhấn cái nào ta, C phải không? Đây là hai con chip và một miếng sắt, hai con chip một miếng sắt nè. Chơi hết luôn ta. Ở nhiều quá rồi. Mấy miếng làm nhiều nhiều đi, 5 thế lực 50 miếng học ơi, quên rồi. Ok thành phẩm, cộng cái mài không chút kỹ với đó. Nãy làm nhiều lắm mà. Ủa? À. Đây là có hình dạng đây. Năm cái đi, cái này tôi nghĩ còn nhiều lắm, bốn cái thôi. Hiểu rồi, bo ở góc thì nó sẽ tốn ít lực hơn. Như cái nãy hai cái mình có thể tiết kiệm lên cái. Rồi, từ từ bật thầy thời gian. C. Cái này là gì ta? À, những cái thứ mình chưa biết. Cái này giống cái trọng kiếm quá vậy. Trường đao, trọng đao chứ. Nó xem thì ẩn đây. Không cần. Cái này trước. Hai cái ngắn, một cái vuông. Hai cái ngắn, một cái vuông. Mình có 15 cái ngắn rồi. Hai cái vuông, ok. Ủa xếp sao quên nữa chứ. Hai cái ngang một cái vuông, làm mấy cây hay làm cây một, đó đi ăn chực người ta mà cực khổ gì đúng không? Rồi để yêu cầu của ông trưởng làng là gì? Gàn một cây búa sắt và một cái bộ đinh. Có thể tìm cái mà nghiên cứu cái công thức ở trong cái codex và cái từ điển mình. Cây búa sắt phải không?
gỗ và miếng vuông hai thai bộ đinh. Bộ đinh đi đâu ra bây giờ? Bộ đinh nãy mình có rồi đó phải không? Rồi miếng vuông 4 với mà khúc gỗ. Vuông 4 mình chưa có miếng nào. Rồi đập phục rồi. Mình coi ra phải không ta? Cái này nó phân loại rồi, phân loại kiểu gì không biết nữa. Đó. Bốn cái này miếng gỗ. Mình phải làm thêm cái rìu giặt cây nữa, cái rìu nãy của mình nó hư luôn. Đây, làm cái này nè. Hai cái này luôn đó ta. Cái này chặt đá, còn cái này chặt cây. Còn cái này lưỡi liềm, nói chung là làm hết bộ đi. Cái setting là ba cái gạch ngang. Ba cái miếng gạch chip này luôn. Là phải ba cái này không? Hay là nó còn mỏng hơn nữa ta? Vậy không phải không? Cái này là sao đó? Đây là phải không? Ba cái. Dạng mài cho nó nhỏ ra. Làm luôn 5 cái đi. Làm lần hai món được không? Mình để hàng trên hàng dưới. Giờ để thử hàng dưới nó ra không? Không. Phải đúng cái vị trí trên này nữa. Rồi, làm mấy cái linh kiện kia luôn. Hai cái này. Cái này hình như mình có gì đó. Miếng gỗ lớn, miếng 4 gia công, 2 khúc gỗ. Miếng 4 gia công, 1 khúc gỗ, ok. Bắt 3 cái luôn. Người ghen cực khổ ha. Ủa? Một miếng hai gỗ nè. À, đâu phải cái này. Cái này. Bốn một gỗ, bốn hai gỗ. Game này điều khiển nó có khó hay sao? Ấy dạ vãi trời ơi con game, mấy cơ chế điều khiển nó làm cầm trăm mấy gỗ lên xong không buông xuống được. Làm luôn cái dao không? Để gặp nào xuyên đó luôn.
Còn gì nữa không ta? Có ba vàng, có đinh này, có búa. Cái búa này hồi giao cho ông kia đi sửa. Rồi đi thôi. Chơi demo mà làm chi nhiều vậy? Cắm vô à? Bỏ. Nói chuyện nhau không? Ủa, lấy này cho con bò được hả? Ôi vãi, nó đeo kiếm luôn kìa. Đủ đạn bò. Trưởng làng ơi, già làng ơi, đào to búa lớn cho anh nè. Đi về phía đông thôi. Ủa, không phải giao cho ông này á. Đi về phía đông, qua cái ngọn núi sẽ thấy một cái vùng đó, chuyển cho người cái tên là Midler gì đó. Ủa, cưỡi bò đi được không? Tôi nghĩ là sắp hết demo rồi đó. Nếu làm demo thì làm xong hai cái quest này thì họ hiểu về cơ chế game là được rồi. Khúc này là phải nhấp từng nút nè, không có giữ luôn được. Không, đi lấy cái muỗng chứ. Chơi game chân chính là làm nhiệm vụ phụ trước, nhiệm vụ chính là để sau. Behind Aurora. Con này giống cái con mà có đuôi dài dài, kỳ nhông quá không? Này là gì? Bánh Gabby 5 cái. Hoặc là mấy cái bánh kem phong cách cũ. Chọn sao? Nếu có tiền anh ơi, làm cái mũ cho anh à. Anh không bán rẻ, không chiết khấu gì với nhau gì vậy đó hả? Cái này là sao vậy? Này dạng như mình niêm phong niêm yết cái đó lên. Game này nó đưa nhiệm vụ chung chung lắm nên tự mò đường thôi. Kìa, thằng nhỏ cầm kiếm nè, nó đi là làng này qua làng kia luôn. Chị đại nè, đây hoàn thành đơn hàng rồi nè. Rồi có gì thì viết lên bản thông báo, đi sửa cái bản thông báo luôn. Này lấy đấy rồi. Ủa, lấy đường nữa hả? Được như nãy thôi. Cái gì đây? Thằng cu này. Ông là hơi gàng. Cái gì mà cho thằng cu này nó thành sức mạnh tuyệt vời không? Tôi có một thanh kiếm, nhưng tôi cần một cái mũ. Giống như áp vậy. Thằng áp trong mà Pokemon đúng không? Rồi, anh làm cho mày cái mũ. Rồi mày đi bắt thú đi. Còn mẹ mày để anh lo. À, đây nó hả? Nó muốn một cái mũ giống như của anh. Anh có bản mẫu thiết kế nào của người bố vài năm trước. Rồi, mũ. Có cái nào phim cái hình này không ta? Một cái công. Còn lại hai cái ghép vô đến giữa. Ok, không có sắp xếp ba lô nữa chứ, nhìn có chịu thiệt. Cái này cũng có cái nào đổi được không ta? À, có cái dấu phim nữa.
cái mũ rồi. Đây, thêm là nó qua anh bánh. Rồi, ok. Giờ mình làm cái gì chơi chơi cho vui nó không? Hồi nãy tôi thấy có một nhân vật ở đâu á. Cái này thì cái vật phẩm mình bán hoặc là vận chuyển sẽ giảm 10%. À, nhắc con game này mới nhớ, tôi cũng mới mua con online á. Con nó nghe nói khen nhiều lắm mà chưa có chơi nữa. Khủng dạng quản lý một cái cửa hàng rồi đi mà gấp đồ chế đồ đi farm mấy tài nguyên kho báu rồi. Có chỗ nào gàng không, thấy chạy gì làng trời. Nó nguyên ở đây không chỗ nào gàng luôn. Không thấy chạy gì làng làm cho nó. Chiều chuộng khu này nữa hả. Nhìn đang coi mà em nó đi du lịch. Thợ nướng đồ ăn bằng máy cò à. Nhìn đã ha. Bò này dạng như mà mấy cái gì quên tôi mà tự nhiên quên, mới ăn chiều đây. Nướng cái này nướng tái tái thôi cho nó lên còn tí đỏ. Mới sẽ chia hai hộp nữa hả. Họ dùng cái cọ đó thì họ để quạt ở đây rất ngon, với là nó không tạo khói nữa. Nhìn ngon vãi. Rồi chúng ta về làng đó. Con game là giả lập làm đầu bếp thôi. Có cái hồi đó có chơi con đầu bếp bắt ma. Có cái em ma với thằng thanh niên đầu bếp đi làm thợ săn ẩm thực. Nè thằng cu nãy ở bên làng bên kia nè. Qua đây cái đậu hình con ở chỗ thịt gì đây. Hai bò. Có cái gì trong bò ở đâu. Cái kiến nó ấy không nổi bò. Mình làm cho nó cái kiến xong rồi mất tiêu. Chắc này mình còn nhiều lắm. Thợ gàn chuyên nghiệp. Một cái công một cái vuông. Không cái nào mài hết. Rồi hụt. Hình như không có mài phải không? Cái này như chơi domino vậy. Không biết đây là bán demo nên nó cho ra đồ tím hay không hay là sao nữa. Rồi coi được cái chỉ số cái dương miệng này không ta. 75 vàng trong khi gia sản mình có 3 đồng vàng à. Mình làm hình chơi chơi do nhỏ cái 75 vàng. Bắt đầu phải chạy qua bản nữa hả. Có khách cho vào không vậy? Không có luôn. Thôi làm cho nhanh. Coi con game này thấy cũng tương đối thôi, chưa thấy quá cuốn hút. Ngoài việc nhận mấy nhiệm vụ đơn giản thì chưa thấy cái gì nổi bật con game này. Nói chung là nó bình thường đến mức mà cực kỳ bình thường. Nó mang yếu tố nhập vai theo cái thể loại này một tí. Được cái điểm ấn tượng ban đầu là cái nhạc á. Cái mũ cực kỳ tuyệt vời nè, trở thành một kỵ sĩ cực kỳ mạnh mẽ. Thật là tuyệt vời, khen hoài vậy. Nhớ là có người nào mới viết một cái thông báo gì về công việc trên cái bảng đó. Mà không biết việc về cái thợ gàn của mày hay là gì. Đây, việc về cái thợ gàn của mình hay là của anh Cu. Mình thì làm được 3 món nè. Cái này thì giá trị nhất. Cái này thì không đâu.
nhưng mà được cái bản vẽ. Nhưng mà cái này thì mình chưa biết làm. Rồi chạy về làng làm tiếp mà. Đúng con game. Cái điều này mình có chưa? Chưa. Kỳ thì cái cây mà thích ai. Cái này này mình giao nó cái đồ sắp hư được không ta? Hoàn thành 3 đơn hàng. Đúng 3 món mình chọn luôn. Nó gồm cắt cỏ nè. Cây muỗng nè, ông này cần cây muỗng làm gì? Ủa cây sản làm gì? Rồi tới là những đục cá. Những sản đục cá, ok. Đây, một món. Hai món, cây muỗng, cây xỉa. Ba món. Để coi kho đồ mình còn đủ không. Nó để cái kho đồ che lại cái đó nó tiêu rồi. 3 miếng công gia công, mình có thiếu một miếng này. 2 miếng vuông, 1 miếng vuông. Miếng vuông có rồi. Cái này có luôn, chỉ cần làm một cái công gia công này nữa thôi. Một cái miếng công công gia cố. Mình như báo tiêu ấy, chạy qua chạy lại hai cái làng. Cái khúc này không có đè được nút nè, phải nhấp mỗi lần một nút vậy. Mười chín thể lực á, thôi đi ngủ đi. Giờ đang buổi tối mà mình ngủ đến sáng thì sao ta? Được cái hiệu ứng gì mới đây nè? Gặp được 3 người mới, tăng 15 mét. Chỗ này tôi không dùng chuột kéo được nữa, tôi phải dùng bàn phím á. Mình đạt được cái hiệu ứng mới gì ở đây? Ba cái nút này thì tôi nói thiệt á, làm luôn cái ZXC ở dưới này cho nó tiện. Tại vì cái bàn phím mình ZXC á theo thứ tự luôn rồi. Trong khi nó làm ba nút cách nhau quá xa luôn. Chỉ Y với dưới Y này nó gần, còn chữ C này nó lại là ở dưới. Thì tất cả các trận các mà dược phẩm mình gấp thì nó tăng thêm cái mà độ chất lượng của nó. Có thể gia công thêm cái độ bền. Mình là chủ nguyên cái nhà lò rèn luôn á, chắc chơi với làm 2 miếng đi. Không kịp, dù rất nhanh tay rồi nhưng vẫn không kịp. Rồi, cái đầu tiên. Chào mừng đến với thợ rèn huyền thoại. Thì tôi nghĩ cái bản demo này, một là xong ba cái quest này là hết luôn. Còn hai là nó cho mình biết tác dụng của cái gỗ mà tâm linh này là cái gì. Gỗ như cái gỗ gia cố này vậy. Rèn ra đồ tím không à. Cái này là miếng vuông, hai miếng gạch. Rồi ok, xong xuôi hết. Chúng ta có một cái bản vẽ nhiều người nữa đây. À cái bản vẽ như cây muỗng nè, và mấy cái đinh. Làm luôn bộ đinh này đi, bất khi nó cần nữa. Cái đinh này đinh dài hai miếng, còn hai miếng gạch ngang thì dắt bài cái miếng này ra đây. Sẵn tiện đang trong công việc.
phải đặt hết đồ xuống nó mới cho bách ra nó chứ. Pin nó gỡ pin nè, gỡ pin luôn nè. Hai cái anh trái, hai cái vuông bò nó bò qua bò lại quay rồi. Tứ đại danh bộ. Mới bắt đầu chạy bộ tới ngôi làng nữa. Làm ơn có phát cho vờ vô phải không mình chứ. Chỗ này sau này chắc là sửa rồi được. Trả vũ ở đâu ta? Đi gặp từng người hay là trả bản thông báo? Nhỏ nó đổi cái nón của mình rồi. Nó qua nhiệm vụ mới luôn nè. Trời ơi, mình mới đi gặp từng người hả? Còn ai nữa không? Hai người rồi. Cũng nói bà này ha. Trọn đại cũng dính nữa kìa. Nói chuyện với Mythic Info. Một cái đinh cho ông này. Đẹp không? Mới nói chuyện nãy không? Ngày nãy thì nói luôn đi. Thì đã nghe cái ông già làng nói về chuyện này rồi. Thì cái cầu ở phía bắc á, cái cầu nãy mình đi qua biển Tính Canh nó đuổi về á. Rồi đông bắc nó lại. Nãy đi gọi chị ơi, khỏi chị. Và nó đuổi em về. Chị cầm ghìa qua chị xử rồi đi. Chứ đến gần đó nó hành hung lắm. Cái bên chỗ mình gặm bò. Tại đây. Rồi mình là có thể gãn đây luôn. Cái ông già làng mượn thanh niên này là sắp xếp cái bộ gàng của mình đây luôn. Cảm ơn nha. Đỡ công việc về làng đó. Rồi, về nghỉ ngơi đi. Thank you, Willow. Rồi. Khi nào mà dành thời gian gánh gỏi sẽ giúp mà mình thiết kế lại mấy bộ trang bị này. Bạn có thể nhảy qua mà không cần chạm vào nó. Một đinh, một ba đinh một xích. Ba đinh một xích nha. Đinh mình có à, không. Nó hiện sẵn này. Ba đinh một xích. À mình cần. Xích là mình cần 6 cái này. 6 cái miếng này đây. Rồi vài ngày nữa cái mà hình như Steam nét phép á. Nên chắc có nhiều game chơi lắm. Cái đó cái miếng đó mà cái này á. Vậy là 6 cái nữa. 6 cái này. Tiếp luôn 12 cái đi. Đó tối ưu được cái hiệu quả công việc rồi đó. 2, 3, 4, 5, 6. Làm được 3 cái nữa. Làm cùng lúc được 3 cái không? Không, bắt giờ mình làm cái một. Năm à, không biết nãy sao mà đếm ra 6 rồi.
Ok, một đoạn, còn đoạn nữa. Một đinh, ba ốc vít, bốn miếng đôi. Một đinh, ba ốc vít, bốn miếng đôi. Cái này không có phim được. Một xích chứ. Xích phim rồi. Ốc vít, bù lông ốc vít. Hiệp sĩ ốc vít à. Bốn miếng đôi, làm bốn miếng đôi dưới đi rồi ba cái này, một cái này, hai bốn năm, nãy mình có một cái rồi. 4, 4, 2 là 6, 8, 10, 10 cái miếng gạt này. Mình chỉ cần đập hai cái ở hai góc này thôi, và mấy cái nó liên kết nhau từ vỡ. Không có nào do công hết. Game mà mới vô nó bắt làm mình như khổ sai á, mà không có tiền đó. Có mỗi 50 cái này à, nãy tôi nhớ tao làm ba cái web kia luôn mà ta. Sao lại không có tiền? Đó. Đó. Cái lỗi nó bút mất cái của tôi rồi. Ờ không sao. Nó vẫn hiện ra lũ đảng vậy, tự nhiên lỗi hình ảnh rồi nửa đêm luôn. Rồi ông kia ông đứng gác cầu cho mình nữa cơ. Cái này gì đây, chặt cây à, chặt lần hai gỗ vậy, phá hoại môi trường quá gì. Rồi nói chuyện với ông già làng về cây cầu. Ủa em này qua đây luôn rồi đó hả? Chị đại rồi, khám phá cái hòn đảo sớm thôi. Rồi mình đi qua bản được chưa? Rồi với về nói chuyện với gia làng nữa. Làm ơn mở tính năng phát cho bờ cho khỏe không mình cái trời. À tiền mình mới nói kìa, 163 đồng nữa. Thì chắc qua nãy quên ghé cái ông mà cái con dạng ghé cá bên kia mua lương thực ăn nữa rồi, coi nó có bút hiệu ứng gì không. Dạ có người bạn mới là con bò. Thực ra hồi nãy là mình đi qua dắt con bò là hơi bị skip tiến độ á, rồi xây cái chuồng cho con bò á, tương tác với cái bàn trong ngôi nhà của mình chứ không phải là trong cái lò rèn. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng thôi. Ủa tương tác cử gì đâu. Này là cái bản lề. Cái này vinh dích. Học đổi ra này. Giờ mới cho. Nhà của mình thì không phải cái nhà đó mà là cái nhà gàng này hả. Mình phải gàn thêm đóng quặng thôi. Ghê chuột đây bấm ra nè. Ủa nhấn nút F nhầm.
hơi bị vàng tí. Rồi được rồi, được rồi, buông ra đi. Cái bàn trong nhà của mình là ở đâu? À, cái bàn ở ngoài nhà lũ đạn đó. Đây là cái chuồng bò, mình sẽ học được 200 tiền tiền đâu ra. Đừng nói bắt đi làm cu li nữa. Hai cái bản lề và 6 cây đinh. Bữa sau nó chết rồi là sao chứ ta? Hay là mình có rồi? Thì nói chung là làm hai cái bản lề và 6 cây đinh, 6 cái mũi ngắn trước đi. Tiền thì tiền mình bán được không ta? Hai cái bản lề và 6 cây đinh. Sáu bộ đinh này làm mệt à, lười thiệt á. Sáu ba mười tám, 18 với 2 này nữa là 20, 20 cái miếng này không đem đi rèn nữa. Dưới đậm cái là xong rồi, mày nó ngỏ rồi. Tốn 20 thể lực. Hai cái ô vuông nữa. Ủa? Bốn ô vuông là quên nữa, đếm lộn rồi. Hai cái bản lề giống hay là một. Điều mà bản làm hai cái bản lề 6 bộ đinh. Có cái nào làm nhanh không ta? Mấy cái kia gèn là nhanh chứ đinh làm lần cái vậy hả? Rồi bị cái lỗi bút nữa rồi. Mệt mỏi quá công việc. Biết kiếm tiền gì nãy đi quên kia hỏi luôn rồi. Ba cái đồ của mình nó có giá tiền này, mình bán được không ta? Ủa nó mới hiện cái gì cơ? Tạo nhiều vật phẩm một lần, cái tắt item ở trên phía trên bên phải. Top git lần sau. Giờ còn gì nữa đâu mà tạo. Tự nhiên cái dòng đó nó hiện ra từ đầu mà nãy giờ không đọc luôn. Gán chơi vô hết cái demo để mấy nhà phát hành người ta công sức người ta làm.
dù tôi cá không thích game này cho lắm. Bây giờ mình 163 tiền, thiếu 37 tiền nữa. Chúng cái quét nào nhẹ nhẹ làm. Chúng cái nào mình có sẵn không đi. Đi búa, chặt cây. Và Aegon hết chết, cái Aegon này không đủ tiền. Cây búa hoặc là cây chiến diều. Đây, búa có luôn, diều có luôn. Aegon, Aegon. Đấy. Nó bắt lấy lộn cái móng ngựa này. Rồi dân nó tự tìm lại mình luôn. Còn ai nữa không? Thằng cu này hả? Không. Dân làng ơi, phải chịu không? Búa nè. Không phải không? Ông cầm cái rìu, ông cầm rìu đó ông đâu ở đâu ta? Phải cái ông mà dọn sẵn đồ cho mình không? Có 186 tiền à. Đây nè. Rồi đủ tiền rồi. Còn cái món ngựa đó. Thôi, chạy tía nó. Lỡ nhận thôi. Giờ dán lại không được. Rồi, còn có 6 thế lực gì? Nhìn tướng nó bò thấy mệt. Tối ngủ đến sáng thôi. Ngủ nhiều quá là bệnh. Hôm nay gấp đống đồ chín mấy ép luôn rồi. 450 ép nó lên gấp. Gặp được hai NPC mới là cái ông chuẩn bị đồ gàng của mình. Với thanh niên này. Ngày mai thì có luôn hai hiệu ứng mèo nè anh em, mới thấy con mèo. Ơi cái bạn đây chứ quên, nãy giờ là mình đi kiếm cái bạn đó. Rồi còn 16 tiền rồi, tán gia bại sản. Nhà mới cho mày nè bò. Gì đây? Đồ mình cất giữa đường gì được nữa đó. Trời ơi, có tiền đây. Ba cái này là mỗi cái 50 tiền. Đủ đạn là mình chạy đi mình làm nhiệm vụ. Nè. Lên 108 tiền rồi. Nhận được cái công thức làm xu vàng. Cái này xài sao ta? Đánh vụ rồi. Làm gì nữa giờ? Di chuyển đến phía bắc của thị trấn. Làm cái đống ngựa cho em này được chưa ta? Nó có 19 tiền với mà cái cục quặng à. Hơi bị lười á. Mình chưa có công thức móng ngựa rồi. Nãy lỡ bấm nhiệm vụ đó thôi. Thôi kệ chị đi. Trái phải nhanh hơn ta. Demo gì dài với vậy. Game cũng bình thường mà không có hay cho lắm. Cái gì? Thôi nó xích up the cam hả? Chấp nhận bạn có thể gàng ở chỗ này. Kìa. Ngon, có xe ngựa rồi. Cho anh nông dân, những con gà của tôi nó quá sợ hãi rồi. Chuyện gì xảy ra, chắc mình phải làm lại cái chuồng gà cho ổng đó. Cái này làm cu ly luôn rồi chứ làm hơi gàng vậy đó. Có ông cố nội, đây là bí mật không? Kho báu ẩn tàng quá đó nhưng không thể tìm thấy. Bây giờ những con gà đáng thương, 5 con gà trở về.
Nơi phía đông hả? Ủa phía tây à? Này là chỗ nào vậy? Chuồng gà có không? Gà, 5 gà nè. Trời ơi, cái nhiệm vụ. Ủa? À, dạng game giải đố, hiểu rồi. Lũ đoạn game. Đập bỏ cục đá này được không? Gà với con lợn vậy. Cục này trước sau cũng phải đập à. Con gì đấy? Mô mô nó hay vậy? Cho lên núp ở sau cái cây vậy? Biết rồi. Trong cái rất đẹp thì chỉ đi lại và chào thôi. Con này con đực, con này cái à. Tặng một con qua cho em nó. Đúng rồi. Hơi khó tí thôi nhưng vẫn làm được thôi. Nước một quả chuông. Nó phanh đi mà nên gì. Tối ngày đi nói chuyện với bò. Được móng chưa? Cái bông hoa. Ba món quá là lạ luôn. Gà đâu? Có ba con gì nè. Thợ rèn chứ có phải là nông dân đâu. Cướp phải không? Thằng này giống cướp quá vậy. Đi hái con đó. Được kêu mi. Ổn chứ? Ây da. Ây da. Bắt được một đứa trẻ trộm cắp. Chắc ông này cũng cho mình cái móng ngựa, cái bản thiết kế móng ngựa. Thì đem về bốn móng ngựa đây luôn. Con ngựa này tên là Muffin hả? Đó, ông này cũng cho mình bản thiết kế móng ngựa này. Bạn Muffin nó vậy. Game này ghét cái là đi đến bìa bản đồ nó không cho mình đi đâu luôn. Gà rồi, mày ở đâu? Đi kho báu. Rồi hết cái rìu chặt cây luôn mày. Lũ đạn con game thiệt. Rồi set cam set sao? Từ từ mất cái hướng dẫn set cam mà giờ không biết xem sao luôn. Giờ làm 5 cái móng ngựa nè. Một cái bông vô con bò nữa chứ. Set cam lúc nào ta? F ship nhảy F W A D I X kép G C E G I G C E G Tôi quên mất tiêu cái đoạn này rồi. Thôi chắc nghỉ đây luôn á. Cái méo gì? Sửa cái bộ đàn để giải đố à. Tôi nghĩ đâu phải sửa mấy cây đàn để giải đố mà không có thời gian quan tâm đâu.
chưa có manh mối nào để giải được. Ủa ba con gà đây, con thứ tư trên này này, cái đuôi nữa. Chuột to, chuột méo gì to gì, có ai đó ở đây đúng không? Anh em Luca vui vui. Vấn đề là con đêm của tôi Foggy ạ. Thì trộm cắp đương nhiên là xấu rồi, con chuột mà điên trộm đó giống con dê ghi dòng tôm dê ghi đúng không? Tích tu hoa quan tu hoa quan mà cái méo vậy, cầm một cái kim mà. Hít thở sâu đi, tôi đang hơi gàng. Được cái kim cho nó đi máu phá à. Trong này có gì lút không? Game méo thì đi tới đâu cũng phải làm cu li cho người ta chứ. Mà tôi giáo biết dựng trại sao nữa rồi. Đi đây nó có gì không? Không, nó chặn đường mình nè. Rồi dắt tôi thử demo game mới rồi. Trong này cũng không có cái gì gọi là dựng trại. Giờ làm sao để dựng trại đây? Cái này thực ra thay vì để chữ thôi, để luôn cái tấm hình cái móng ngựa ở đây. Tại vì người ta là không phải ai cũng giỏi tiếng Anh để chơi game này hết. Nên thay vì mà để mấy cái chữ này, có thể thêm cái icon dưới đây. Cái việc này làm dev là không có khó. Như bây giờ cũng gì nữa nè. Còn một cái kim nữa nè, icon nhất tin. Không biết mình có bán giá đó chưa. Đây nè, dạng đinh dài á. Bây giờ không biết cắm chạy sao, sao mà cắm. Nhấn nút nhảy không được, nút ship không được luôn. CIV gì cũng hết nút luôn rồi. Thôi, ngừng đây thôi. Game này cũng tầm tạm chứ à. Chưa thấy điều gì quá cuốn hút. Thì chúng ta đã chơi khô mà khi sắt vẫn còn nóng. Thì sau này có thể qua dùng đất mới rồi. Chế được mà có cái kiếm, nếu như vừa thấy có kiếm có giáp đâu. Sau này có thể là có cái màn combat. Nhưng mà game không có yếu tố hành động nha. Chỉ có nhập vai giải đố ghi lắc thư giãn khám phá thôi, không có mà action luôn. Vậy là mấy trang bị kiếm bọng gì cũng hên xui lắm nè. Trọng kiếm nè, đại kiếm. Thì game này tôi đánh giá là khoảng là 5-6-7 điểm thôi. Hiện tại demo này cũng tầm cao lắm 6 điểm rồi. Chưa thấy điều gì quá ấn tượng. Rồi chúng ta qua con game thứ hai thôi. Rồi để tôi tắt cái này, tôi mở lại luôn cùng lúc.